Đấy, thật sự đấy, cái bức ảnh này là cái thời Đức là U19 Việt Nam thời 2014 ấy. Là Đức cũng đã nằm trong thành phần U19 của quốc gia. Nhưng mà cái giải này thì Đức thật sự cũng không được thể hiện nhiều. Cho nên là sau đó là Đức bị chấn thương, thời gian Đức không được triệu tập. Và đấy, hình ảnh này là đây là đội tuyển U19 quốc gia. Thầy Zoom đây. Thầy Zoom và toàn đội là U19 đây. Vâng, đây có Nguyễn Phong Hồng Duy này, Quang Hải, Phan Thanh Hậu này, Lê Văn Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng. Đúng rồi. Đây là những cái hình ảnh của Đạo Đức. Còn đây là hình ảnh của anh trai Đức là thời học Đại học Y Dược thành phố. Vâng. Bức ảnh này là Đức lúc đó là đang cho Sông Lam Nghệ An cho công an nhân dân mượn đá ở giải Hằng Nhi. Vâng. Cho nên là lúc đó là cả gia đình là lúc công an là vào ở trong thành phố này đá thì là bố mẹ và anh trai Đức là lên thăm ở trên phòng là chụp ảnh. Đây là ảnh cưới của anh trai Đức. Vâng. Khi Đức lên trao quà cho hai vợ chồng anh trai. Vâng. Đó là Đức mua nhận là lên trao cho hai anh chị là nhân ngày cưới thì chúc mừng hai anh chị là cái nhân lễ đính hôn của hai anh chị ấy ở Hà Tĩnh ấy. Đợt đó. Phan Văn Đức là một người mà phải nói là rất là tuyệt vời và luôn luôn có một cái sự kính trọng với những người lớn. Chúng ta nhìn thấy là tất cả những cái ảnh mà Phan Văn Đức bắt tay người lớn tuổi hơn hoặc ở vai trên bao giờ cũng bắt hai tay một cách rất là lịch lãm, chúng ta nhìn thấy. Và chắc chắn là những cái hình ảnh này nó sẽ cho chúng ta thấy một cái bầu không khí rất là gia đình, rất là tình cảm. Có một hình ảnh mà Hiếu ôm mẹ nhưng lại làm tôi liên tưởng đến cái cảnh mà Đức ôm mẹ ở sân bay. Cái ảnh này là có nghĩa là khi Hiếu từ ở bên Nga đi du học về á, là có nghĩa là khi đó là vừa xuống sân bay xong là ôm mẹ, cái bức ảnh này rất giống cái cảnh mà Đức ôm mẹ cũng ở sân bay, chỉ khác là có một bó hoa ở đây thôi. Và hôm đấy thì Đức nói một câu mà đến bây giờ tôi tin chắc là rất là nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ, là con chỉ cần có mẹ thôi, mẹ là đủ. Tôi nghĩ là trong cái giây phút đấy thì Đức thể hiện tình cảm rất là mạnh với mẹ. Nhưng mà có lẽ là cũng đã khiến cho tất cả những người con trên khắp đất nước Việt Nam ít nhất một lần nghĩ về bố mẹ mình. Ở đấy là một cái niềm cảm hứng rất là lớn. Lúc đấy thì thật sự là có em đi đạo thương chấu về thì có rất chi là nhiều fan hâm mộ cũng là nhiều người đến chụp ảnh với các mọi người kia, các cầu thủ khác. Nhưng mà đối với em thì lúc đấy em chỉ cần mẹ thôi là đủ. Và lúc mẹ ra đấy thì thật sự thì em không quan tâm đến những người khác, em chỉ quan tâm mẹ em là đủ, chỉ cần một mình mẹ em đã là em cũng đã thấy vui và thật sự hạnh phúc rồi. Song song với em thì mẹ sống thì em luôn luôn sẽ là bố, và em ôm mẹ sống thì em nói mẹ là gọi cho bố luôn. Cũng nói là con về rồi, con gặp mẹ rồi thì bố cũng nói rồi thì chúc mừng con với các kiểu thế. Chúng ta sẽ tiến vào khu bếp. Chúng ta sẽ tiến vào khu bếp để thấy là ở đây cũng còn rất là nhiều ảnh. Đây, ảnh cũng rất là nhiều ảnh gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi đến căn nhà của Phan Văn Đức. Thì mẹ của Phan Văn Đức đang ở Nghệ An và chỉ có một mình bố ở đây thôi. Và ngày hôm nay thì bố cũng sẽ sinh hoạt giống như 13 năm, kéo dài 13 năm vừa rồi đúng không ạ? Tức là cũng lại một nồi, một bát, một mình. Thật sự khi vợ và hai con ở Nghệ An thì cuộc sống ở trong này thì nó có sự đơn lẻ hơn, bởi vì lúc đó chỉ có một mình và sau này thì có em trai ở cùng nữa. Nhưng mà dù sao thì anh em đi làm ca về thì gọi là cũng tự nấu ăn chứ không đi ra ngoài ăn quán. Còn hiện tại bây giờ thì ở vợ chưa vào, nhưng mà ở cùng với vợ chồng của con trai anh Đức, nên cứ ăn cùng chung cả gia đình cả. Cũng là từ nấu ăn chứ không ra ngoài. 13 năm sống một mình, 13 năm ăn một mình, ở một mình, lao động một mình. Vợ con thì ở rất là xa. Thật sự cái giai đoạn ở một mình đó là để cái sự phấn đấu cho con và cái động lực cho con, cũng thường xuyên điện về đồng viên con, nói bố mẹ đã hy sinh vất vả với con thì con cả con sẽ cố gắng học hành và tập luyện cho chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ.
Bởi vì mục đích của bố mẹ là hy sinh vì con cái, thì mong cả con để trưởng thành nên người, nên là chấp nhận hy sinh 13 năm xa gia đình là cũng là để cho cả con trưởng thành như ngày hôm nay. Nên là cứ thường có những dịp tết lễ hoặc là rảnh vẫn là thường điền về động viên con và khuyến khích con cố gắng là giữ những cái lối sống lành mạnh và cố gắng siêng năng tập luyện để cho nó thành đạt được cái ước nguyện của bố mẹ. Hồi nhỏ thì em không nhìn nhận được, đến thời điểm hiện tại thì em cũng nhìn nhận được là bố em hồi xưa cũng rất là khổ. Hồi xưa bố chỉ ăn mì, bố kể ăn mì cả tháng cả năm trời mà giờ để tích góp để sớm mua được nhà lớn như trong kia là bố rất là khổ. Mà bố còn kể là giờ mới nhìn thấy mì tôm bố còn sợ luôn, ăn nhiều đến mức đấy. Hồi xưa đều toàn chỉ là dành dùng tiền để gửi về cho bố em, mẹ anh em thấy cũng cảm thấy rất là thương bố. Thật sự Đức thì là một con người sống rất tình cảm đối với gia đình, đặc biệt là mẹ, bởi vì bố thì xa Đức từ khi Đức mới 4 tuổi. Cho nên cứ mỗi lúc mà có dịp về thì bố có một tâm sự là bố lại cố gắng, vì bố là xa quê rồi thì không gần mẹ thì cố gắng cả con ở gần mẹ thường xuyên thì sẽ cố gắng là động viên mẹ hàng ngày, và đặc biệt động viên bằng hình thức là cố gắng tập luyện và chăm chỉ tập luyện để cho nó thành đạt, thì đó là một cái cách đền đáp xứng đáng nhất đối với một người con. Thế còn thì Đức luôn luôn là sống tình cảm, nhưng mà cứ mỗi lần khi gặp bố hoặc mẹ là Đức xa và ôm bố mẹ vào lòng là vậy. Bởi vì cái bố thì xa từ khi 4 tuổi cơ mà, cho nên là cái sự thiếu thốn tình cảm, cho nên là cứ mỗi khi điền là nói cháu là cố gắng là phải giữ gìn sức khỏe và giữ lối sống để cho bố mẹ yên tâm, để làm cái động lực để cho cả con trở thành. Những cái ôm của những người đàn ông thì thường là nó mang theo rất nhiều thông điệp. Thì Phan Văn Đức còn có một hình thức nào đấy để thể hiện tình cảm với anh chị và người anh ruột của Đức không ạ? Đức cũng có một số giải động trẻ thành công thì cũng có về tài chính một phần nào đó. Thì những cái giải đó tiền bạc Đức đều đưa cho bố mẹ, chứ Đức không bao giờ được. Cho nên là vừa tình cảm còn về tiền bạc nếu có, Đức cũng là dành trọn cho gia đình cả. Nên là mọi việc là Đức cũng là tất cả vì gia đình. Nên Đức cũng không có một cái gì là nói là riêng tư gì cả. Kể cả hiện tại giờ khi thành đạt thì mua xe cho bố mẹ cũng là mục đích để cho tạo điều kiện cho bố mẹ có cái điều kiện tốt nhất để thăm bạn bè hay là những người thân của gia đình. Đức thì rất là ít nói, thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những câu nói tình cảm thì thực ra là đàn ông rất là khó thốt ra. Nhưng mà bằng những cái hành động của mình, bằng sự cố gắng của mình thì Đức đang cố gắng, cũng đang thể hiện một cái gì đó với gia đình. Đối với em thì những cái đồng tiền của em kiếm được thì em sẽ đưa về cho bố mẹ hết. Và cũng giống như em thì giờ em cũng đã kiếm được ra tiền thì em cũng sẽ cố gắng lo cho bố mẹ và cũng không để bố mẹ khổ như trước nữa. Em cũng muốn dần dần thì em cũng sẽ vào ở với bố mẹ để cho có được tình cảm bù đắp trước đấy. Cả anh cả em nói thời trước bố mẹ đã hy sinh nhiều rồi, thì bây giờ kinh tế thì cũng không đến nổi nữa, thì bố mẹ cố gắng nghỉ ngơi và đi có điều kiện là đi du lịch. Còn cả con thì sẽ hứa là sẽ cố gắng giữ hết mình và mọi việc bố mẹ yên tâm, sẽ cố gắng là làm bố mẹ vui chứ không để bố mẹ buồn. Em bột những cái bức ảnh về bố mẹ thì đấy là về gia đình của em, thì gia đình em luôn luôn là số 1, cho nên là em lúc nào cũng ưu tiên là ảnh của em là ảnh về gia đình em đầu tiên. Đức thì đưa toàn bộ số tiền cho bố mẹ, tất cả những số tiền thu nhập từ bóng đá đều đưa cho bố mẹ. Thì mọi người mới nói rằng là nói đùa với Đức là sẽ đưa hết tiền thế để tiêu cái gì, thì Đức đã có một cái lời giải thích rất là thú vị. Đức nói rằng là nếu mà bây giờ cầm tiền thì vừa tốn thời gian tiêu tiền, mà tiêu tiền có khi lại hư người. Nhưng thực ra là bạn ấy đã suy nghĩ là phải cố gắng mang tất cả cái thành quả lao động về cho bố mẹ.
Một mặt là để giải quyết những cái nhu cầu liên quan đến vật chất của gia đình, nhưng điều quan trọng nhất là để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung về tiền bạc thì Đức đã nói như vậy cho gia đình, thì gia đình cũng là nói là cái gì con tiêu cần là vẫn cứ tiêu bình thường, nhưng mà mục đích chính là nói như anh Hải nói thì để tiền trong người thì thanh niên thì dù sao là vẫn là cái suy nghĩ trước thật chín chắn, cho nên nhiều khi có tiền là đâm ra không hay, cho nên là mục đích Đức gửi cho bố mẹ cũng để là hạn chế những cái sự chi tiêu không hợp lý ở trong cuộc sống. Còn để bố mẹ thì tiền Đức gửi cho bố mẹ thì bố mẹ cũng để dành dùm cho Đức thôi, chứ cũng không phải là bố mẹ lo riêng gì cho bố mẹ, bởi vì bố mẹ cũng là có thu nhập gọi là hiện tại chứ gọi là ổn định mà, nên là mọi việc là Đức gửi cho bố mẹ thì bố mẹ cũng để dành dùm, để mục đích chính là lo sau này tương lai cho Đức. Tiền của cháu Đức gửi thì chỉ tiêu những cái cần thiết, còn cái số lớn của Đức vẫn là để lại cho cháu, còn chỉ cái mua một số cái gọi là để thể hiện cái tình cảm của con, như kiểu là bộ bàn ghế này ăn cơm này chẳng hạn, hay là cái bộ bàn ghế ngồi uống nước ngoài, để là mục đích khi khách hay là bạn bè tới ở đây, đây là cái quà của cháu để gọi là mua để đãi bố mẹ. Chứ còn thì kinh tế thì trước đấy cũng là có bàn ghế, cũng có đầy đủ cả, nhưng mà mình muốn à đây là cái thể cái tấm lòng của con, à đồng tiền của con à gửi cho bố mẹ để thể hiện cái tình cảm giữa con và bố mẹ, cháu được nó thành đạt như ngày hôm nay. À, người miền Trung miền Bắc chúng ta ấy thì nói thật là rất là đề cao cái từ đường, tức là cái nơi mà mình thờ cúng tổ tiên. Thế bây giờ anh Hiếu của Đức đang ở đây rồi thì Đức vẫn phải chăm sóc cái ngôi nhà trong kia chứ đúng không ạ? Cái ngôi nhà ở Nghệ An là làm từ 2004 và sau này 2016 là lên tầng 2 đầy đủ, thì có nghĩa là ở quê là anh chỉ là anh cả đâu, cho nên mọi việc là thờ cũng là anh chỉ lo. Thì nhà ở quê là từ khi đi, vợ chồng đi vào đây thì là giao chìa khóa cho vợ chồng em trai hoặc là mẹ ở nhà, thì công việc ở nhà là mọi việc là nhờ mẹ và vợ chồng em trai đảm đương ở nhà. Bởi vì mình không thể là về hệ được thường xuyên, cho nên là những cái khi mình không về được là có mẹ và vợ chồng em trai lo những việc ở nhà. Thực ra thì Đức vẫn rất là thường xuyên về căn nhà đấy, và thực ra là mình có thể nhờ mọi người, nhưng mà Đức về đấy nó vẫn là một cái không gian rất là đáng để chúng ta nhắc đến. Đức chăm sóc ngôi nhà đấy, rồi cái chức vô địch AFF Cup Đức cũng để ở đấy. Bởi vì thật sự thế này, bởi vì thế như người Việt mình thì đi đâu cũng là có cái gốc của mình, thì mọi việc là gần như cả các cái vật hoặc là những cái thành quả của Đức là gần như để ở Nghệ An là vì vậy. Bởi vì Đức hiện tại là đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Sông Lam, thì dù sao ở Sông Lam về ở Nghệ An Yên Thành cũng nó gần hơn, và mọi việc là gần như để ở Nghệ An là vì vậy. Bởi vì như cháu cũng nghỉ thứ bảy hoặc nữa thì cùng là về Nghệ An thì ba ấy có các chủ cố ở nhà thì nó gần gũi hơn, còn ở trong này thì những cái dịp chỉ có vào đá trong này hoặc là nghỉ dài thì mình vào trong này thôi, còn gần như thường về thì về ở Nghệ An là vì vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là rõ ràng là cái ngôi nhà trong cái tiềm thức người Việt nó rất là quan trọng, đặc biệt là với những ông trưởng giống như là bố của Phan Văn Đức. Ông trưởng thì luôn luôn là phải chăm chút ngôi nhà này, rồi ban thờ này, thờ cúng các cụ này. Và hiện nay thì anh Hiếu đang ở cùng với bố mẹ ở Bình Dương, và Phan Văn Đức thì giống như một người đang thay cho bố mẹ, thay cho anh chăm sóc cái từ đường ở trong Yên Thành, Nghệ An. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại và hỏi xem Phan Văn Đức, cái ngôi nhà đó có giá trị như thế nào trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong tình cảm của Phan Văn Đức. Nhà ở Yên Thành em thì ngôi nhà cũ thì cũng có rất nhiều kỷ niệm với em, cũng gắn bó với em rất là dài rồi, và từ thời em còn chưa được vào cầu thủ chuyên nghiệp và chưa vào cầu thủ Sông Lam thì em cũng đã ở đấy, và
nhà Yên Thanh, ở Yên Thanh em thì đó chỉ là giờ chỉ là cái nơi để giữ lưu những cái kỷ niệm để cho bọn em dịp dỗ hoặc là ngày Tết thì bọn em cả gia đình đi về để thấy con. Giờ thì bố mẹ và gia đình em tất cả các anh đã chuyển vô sống tại Bình Dương. Và nếu như bây giờ để mà được nói một câu gì đấy với bố mẹ thì Đức sẽ nói gì? Nếu bây giờ mà được nói với bố mẹ thì em sẽ nói là có nhiều bố mẹ, con sẽ cố gắng hơn nữa với bố mẹ.